trước mắt quý vị là chiếc loa kéo JBZ0806 và JBZ1206. Cả hai chiếc loa kéo này cùng thương hiệu JBZ, có ngôn ngữ thiết kế giống nhau, chỉ khác nhau là cái này to cái này mà thôi. 0806 thì có đường kính loa bát 20, còn cái này loa bát 30. Vậy theo quý vị, chiếc loa nào đáng mua hơn? Thứ nhất, về công suất thì cái chiếc 1206 này nó mang đến một cái công suất lớn gấp 1,5 lần chiếc 0806. Thứ hai, về thời lượng pin, chiếc 0806 này sở hữu acquy 7 ampere giờ, còn 1206 sở hữu acquy 12 ampere giờ. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng của hai chiếc loa này như nhau, bởi vì acquy hơn nhưng công suất cũng hơn. Thứ ba, về micro, cả hai chiếc loa này đều được trang bị micro kim loại có thông số và khả năng bắt giọng hát như nhau, nên nhìn chung chất lượng micro là như nhau. Về chất lượng âm thanh, bởi vì chúng cùng một dòng, cùng một hát, cho nên cái đặc tính âm thanh nó cũng tương tự nhau. Tuy nhiên, nhờ công suất lớn hơn, thùng loa to hơn, loa bát to hơn, nên chiếc loa kéo JBZ1206 nó mang lại một cái dải trầm uy lực hơn, ấn tượng hơn. Nhìn chung, hai chiếc loa kéo này đều đáp ứng được cái nhu cầu công suất lớn về âm thanh. Nếu như quý vị cần một cái chiếc loa để sử dụng ngoài trời, công suất lớn hơn với cái âm thanh ấn tượng hơn, hãy lựa chọn JBZ1206. Ngược lại, quý vị cũng cần một cái âm thanh lớn nhưng nhu cầu không quá cao, sử dụng trong nhà hoặc một nhóm bạn nhỏ vui chơi những hoạt động nhỏ ngoài trời, quý vị hoàn toàn có thể sở hữu chiếc JBZ0806 này. Hiện tại, chiếc loa này đang được bán với giá 2,6 triệu đồng. 1206 đang được bán với giá 3,3 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu mua loa, vui lòng gọi số điện thoại 0988 188 123 hoặc truy cập website loakeosanh.com. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.